tự giới thiệu một chút, em là Liên Lê, mọi người hay gọi em là Liên Lúa. Quê của em thì ở Tiền Giang, chính xác là Cái Bè. Công việc hiện tại của em là dành thời gian hoàn toàn cho YouTube và bán hàng online. Hiện tại thì em đang có làm một cái kênh vlog đã vào kiếm tiền rồi. Cái kênh nó có tên là Gia Đình Vlog Việt. Mọi người có thể gõ lên trên YouTube kiếm Gia Đình Vlog Việt hoặc là Liên Lúa thì nó sẽ ra. Thì cái kênh đó em làm về cái mảng miền Tây quê hương. Trong cái video đó thì em làm đa số là ít có nói. Dạo gần đây thì làm video ít có nói hơn. Em muốn theo một cái cách mới, không biết là như thế nào thì mình cứ thử. Em biết đến YouTube này cách đây khoảng 9 tháng, hơn 9 tháng. Và nhờ thầy Dương Trung Hiếu thì em mới có cơ hội để bước vào trong cái nghề này. Và em cảm thấy là từ khi mình làm em cảm thấy thích nó. Có hai lý do để em thích nó. Một, cái thứ nhất là mình có thể tự do về cái mặt thời gian, tự do về cái mảng như là tư duy cũng như là cái cách làm. Mình có thể tự do về mọi thứ, mình thích cái gì thì mình làm cái đó. Và cái thứ hai em thích nữa đó là em được quen biết rất là nhiều người ở rất là nhiều nơi. Khi mà mình nói chuyện trên mạng á thì mình cũng chỉ là nói chuyện giao lưu bình thường thôi, mình cũng không có hiểu người ta như thế nào. Nhưng mà sau khi mà mình nói chuyện lâu ngày rồi, mình ra ngoài mình gặp mặt thì khi đó mình tiếp xúc, mình nói chuyện á, cảm thấy rất là thích cái điều đó. Tại vì đôi khi ở trong nhà, anh chị em trong nhà còn chưa hẳn là thân đến cái mức mà mình chỉ nói chuyện trên online thôi, mà